Ngày đầu tiên đã được 4.400 xu hoa. Ngày thứ hai đã được 8.300 xu hoa. Mười một cách để lấy xu hoa cùng Bambi. Hello cả nhà, lại là Bambi nhây nhó đây. Chúng ta lại bắt đầu với một event mới nữa. Đầu tiên thì chúng ta hãy nói chuyện với Cherry nào. Ngoài Cherry thì còn có 6 vị NPC khác nữa, mọi người nhớ chú ý nha. Bắt đầu làm nhiệm vụ event thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt buộc phải làm nhiệm vụ của Cherry trước. Ngày đầu tiên thì Cherry sẽ có 2 nhiệm vụ, nhưng mà những ngày sau thì chỉ có 1 nhiệm vụ thôi. Cherry kêu chúng ta hãy nhặt những cánh hoa anh đào ở Plaza. Có một tip nhỏ là những cánh hoa anh đào này sẽ nằm ở dưới những gốc cây. Và tất nhiên chúng ta kiếm vào buổi tối thì nó sẽ sáng lấp lánh, chúng ta sẽ dễ kiếm hơn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên thì Cherry sẽ tặng chúng ta một cái băng đô hoa anh đào rất là xinh đẹp. Sau đó thì chúng ta sẽ nói chuyện với Berry để mở list quà sự kiện lần này lên. Mọi người chú ý nha, trong lần sự kiện lần này chúng ta có thể chơi tiệc trò chơi để có thêm xu sự kiện đó. Mọi người nhớ xem hết video để biết nha. Wow, đợt kỳ này list quà toàn là một màu hồng phấn thôi. Team bánh bèo rất thích điều này, và Bambi là một trong những thành viên của team bánh bèo đó. Hãy tiếp tục nhiệm vụ thứ hai của Cherry thôi. Nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ giao hàng. Chúng ta có thể giao vé sự kiện hoặc là bây giờ là đang giao bánh cá. Bây giờ chúng ta hãy tìm kiếm NPC thứ hai để tiếp tục làm nhiệm vụ event nào. Mọi người hãy cùng gặp tiến sĩ cá nào. Theo Bambi nhận định thì đây là nhiệm vụ tốn công sức nhiều nhất ở đây. Nhưng mà đừng lo nha, Bambi có một mẹo nhỏ đấy. Rồi chúng ta hãy cùng câu cá sim hồng cho tiến sĩ cá nào. Lưu ý là cá sim hồng chỉ xuất hiện ở trong sự kiện này thôi nha. Và xin được tiết lộ luôn, đây chính là mẹo nhỏ của Bambi, đó là chúng ta hãy cùng về hometown để câu nha. Vì cá sim hồng là cá cấp xanh lá, vậy cho nên chúng ta hãy kiếm cần câu mà tăng tỷ lệ bắt cá xanh lá và xanh dương. Chiếc cần câu vàng này chỉ tăng tỷ lệ bắt cá tím và cá xanh tím thôi. Còn cần bọ thì sẽ tăng tỷ lệ câu cá xanh lá và xanh dương đến 100% lận. Vì thế Bambi sẽ sử dụng cần câu bọ nhé. Tiếp theo chúng ta chỉ lựa bóng một mà câu thôi nha mọi người. Vì cá sim hồng là bóng một cho nên chỉ câu bóng một thôi thì sẽ nhanh hơn.
Ồ, bóng một đây rồi, có phải là cá sim hồng không ta? Không phải rồi, vậy chúng ta hãy tiếp tục câu bóng một tiếp thôi. Câu từ sáng tới tối mới được con cá sim hồng này đó. Lưu ý là nhiệm vụ của tiến sĩ cá được làm tới 5 lần một ngày. Có nghĩa là mỗi ngày mình phải trả cho tiến sĩ cá tới 5 con cá sim hồng lận đó. NPC thứ ba đó chính là chú vệ sĩ đường phố. Không có chú này là Plaza sẽ không bao giờ sạch sẽ đâu nha. Nếu như mọi người nhận nhiệm vụ mà chỉ thấy được thưởng tiền sao thôi thì mọi người cứ hủy nhiệm vụ. Sau đó chúng ta nhận nhiệm vụ lại lần nữa thì sẽ được phần thưởng là xu hoa nha. Nhiệm vụ này thì y chang nhiệm vụ nhặt rác bình thường thôi. Và cũng có thể chúng ta sẽ phải qua khu cắm trại để nhặt rác nữa. Tiếp theo chúng ta đến với NPC thứ 4 là anh Hot đó. Anh Hot đó sẽ nhờ chúng ta đi giao bánh gạo hoa anh đào rất là dễ thương luôn á. Thường thì giao tới đâu ai cũng bảo là đẹp quá, không muốn ăn luôn. Anh hót đó thật là khéo tay ghê. Tiếp theo là NPC thứ 5 là anh bác sĩ không thân thiện cho lắm, hay còn gọi là anh bác sĩ mặt quạo ở khu hometown nha mọi người. Thấy mặt quạo chưa? Ok, nhiệm vụ này cũng khá đơn giản thôi, chúng ta hãy đi giao thuốc nhỏ mắt. Có điều là phải chạy qua nơi này đến nơi khác nên hơi lâu một tẹo. We'll be right back.
bây giờ chúng ta hãy đi theo NPC thứ 6, đó là chú phù thủy tuốt ở trong núi. NPC này chuyên để ghép bếp đó nha mọi người. Dù sống ẩn trong núi nhưng mà chú phù thủy này có sở thích là cầm máy ảnh chụp khắp nơi, cho nên đã làm mất chiếc máy ảnh rồi. Hãy cùng Bambi đi kiếm máy ảnh cho chú phù thủy này nhé. Bambi nghĩ là trong tương lai sẽ có cuộc thi nhiếp ảnh gia cho chú phù thủy này làm giám khảo đó nha mọi người. Như thường lệ, để tìm bất cứ đồ vật gì thì chúng ta nên tìm vào buổi tối thì dễ thấy hơn. Mọi người nên để ý kỹ ở phần cổng khu cắm trại nha, chiếc máy ảnh thường ở đó lắm đó. Có khi chúng ta phải kiếm máy ảnh ở bên Laza nữa. NPC thứ 7 chúng ta sẽ kiếm ở trong canteen ở trường học nha mọi người. Để hoàn thành nhiệm vụ ở canteen trường học thì chúng ta cần sở hữu 3 chiếc máy: máy bán soda, máy làm bánh gạo và máy làm bánh cá. Còn nếu chúng ta chưa sở hữu 3 chiếc máy này thì chúng ta có thể đi tiệc tới những nhà mà có sở hữu 3 chiếc máy này để mua và có thể thực hiện nhiệm vụ. Mọi người có thể mua nhiều hơn 2 để lần sau khi mà thực hiện nhiệm vụ không cần phải đi mua nữa. Thank you.
sau khi mua xong thì chúng ta đi trả nhiệm vụ ở canteen trường học là được. Mọi người nhớ nha, khi mà trời tối trường học sẽ biến thành zombie thì chúng ta sẽ không thực hiện được, cho nên nhiệm vụ này chỉ thực hiện được vào buổi sáng thôi. Đừng quên nhận xu hoa ở phần nhiệm vụ hàng ngày nhé. Cả phần quà tặng hàng ngày nữa cũng có xu hoa đó nha mọi người. Ngoài ra trong cửa hàng còn có bán cái gói sản phẩm về su hoa nữa. Vậy còn cách lấy su hoa ở tiệc trò chơi, hãy cùng theo chân Bambi nhé. Thua ở vòng 1 có được su hoa hay không? Không được một su hoa nào cả. Vậy còn thua ở vòng 2 thì sao? Cũng không được su nào cả. Thế còn vòng 3? Trời ơi, cũng không được su nào luôn. Đầu ở vòng 4 thì hình như có xu hoa nè, được bao nhiêu xu nào? Chỉ có 1 xu thôi. Chiến thắng ở vòng 3 thì sao? Chỉ được 1 xu à. Còn chiến thắng ở vòng 7 thì sẽ được 5 xu. Chơi muốn lụng ngón tay luôn mà chỉ được có vài xu thôi. Muốn xỉu luôn à. Hãy like và đăng ký kênh để cho Bambi tỉnh dậy nào. Một chiếc video nhây nhó tới đây là hết rồi. Chúc mọi người xem video vui vẻ. Có thắc mắc gì thì hãy cứ bình luận bên dưới nha. Và tất nhiên là không thể quên, yêu mọi người nhiều lắm.